mọi người. Thì hôm nay mình sẽ lấy cái motor 75 này ha, mình sẽ làm một cái máy đuôi tôm nha. Thì đây là cái dàn lắp mình đã bẻ sẵn nha, do cái dàn lắp này hơi cứng mình bẻ bằng tay không được, mình phải dùng kẹp để mình bẻ. Và đây là cái ống lắp này, thì này là 12 ly, còn đây là cái cốt lắp nè, cốt lắp 5 ly nha mọi người. Và hai cái bạc đạn, hai bạc đạn 11 ly chục 5 ly, mình sẽ tiến hành mình lắp ráp đây ha.
rồi.